Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Khang đang ở Trà Cú, Trà Vinh và đang ở lại dì Út ha. Thì đây là dì của bà xã mình luôn, dì ruột luôn. Thì là một trong những người đã sử dụng cái dòng sản phẩm Research của Genes. Thì mình cũng chia sẻ chút xíu là mình làm cái clip này mục tiêu là không phải là để bán hàng nha các anh chị và các bạn. Mình chỉ muốn chia sẻ và mang đến một cái một người đã sử dụng sản phẩm và có cơ hội ngồi đây với dì Út để mọi người có được cái thông tin để mà quyết định sử dụng cái sản phẩm này. Còn các anh chị và các bạn có thể là mua sản phẩm bất kỳ ở đâu ha, để mà mình có một cái giải pháp tốt cho sức khỏe của mình. Thì dì Út có thể là chào mọi người. Xin chào mọi người. Tôi trước đây là tôi bị huyết áp cao, rồi bao tử đường ruột cũng yếu, rồi kết hợp đường huyết cũng cao, nên có biết được cái sản phẩm này thì tôi cũng uống rất nhiều loại thuốc cùng với là lá cây, thuốc nam, nhưng mà cũng chưa có khả quan. Thì tôi có dùng cái loại này nè, thì uống mới có một hộp thôi thì cảm thấy là sức khỏe rất là tốt, bình thường trở lại, và đi thử lại thì nó cũng ổn định, nên tôi tiếp tục dùng tiếp. Một hộp nữa là tôi cảm thấy là nếu các bạn nào mà có chứng bệnh giống như tôi thì nên dùng những cái sản phẩm này rất là tốt. Sản phẩm này tôi rất là thích, nên tôi coi như là có thể là tôi sẽ dùng lâu dài. Bởi vì tôi thấy sức khỏe tôi rất là tốt. Dì Út có thể chia sẻ chút xíu, nói sâu hơn về cái giống như cái bệnh của mình là mình gặp như thế nào, và ví dụ như mình về đường thì mình chỉ số như thế nào, và khám ở đâu, bác sĩ nói như thế nào, lúc đó bác sĩ cho dùng thuốc, thì lúc đó mình kết hợp cái này thì cảm nhận của mình trong cái giai đoạn nó như thế nào? Trước đây là tôi không có biết là tôi bị đường huyết cao, tôi chỉ là huyết áp cao, rồi mỡ máu cao. Thì có một thời gian mà dịch bệnh tôi không có đi tái khám, thì tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng luôn. Rồi đến lúc mà tôi đi xét nghiệm lại là đường huyết tôi lên đến 11 chấm, là hút người tiểu đường luôn, hơn cả người tiểu đường. Thì tôi rất là sợ, thì các con tôi nó có đưa tới bệnh viện Cần Thơ, thì tôi uống thì nó cũng cảm thấy ổn định, nhưng mà nó không có sức khỏe, nó mệt lắm. Rồi tôi kết hợp là xen lẫn cái thuốc này vô, mà mỗi ngày tôi chỉ dùng có một gói, đúng lý là tôi phải dùng hai gói, nhưng mà tôi chỉ dùng có một gói bởi tôi hơi tiết kiệm. Nhưng mà tôi thấy rất là khỏe, tôi thấy tốt lắm. Tôi rất là tin tưởng cái loại thuốc này. Thì nếu các anh chị em nào mà có cái lứa tuổi như tôi, mà nếu mà có những cái bệnh mà cũng tương đối giống như tôi thì nên dùng cái loại thuốc này. Đó là như vậy. Cảm ơn Dũng. Thì các bạn cũng thấy là cái dòng Research này của Genes là mình đã làm một số cái clip giới thiệu trước đây là các anh chị và các bạn nha. Thì cái dòng này là của Mỹ ha. Thì là chiết xuất từ các loại trái cây với công nghệ chiết xuất độc quyền của Genes, hỗ trợ hệ thống miễn dịch của mình tăng sức đề kháng và từ đó đẩy lùi bệnh tật, cũng như là cái việc là về đường ruột nè, đường huyết, bao tử thì sử dụng rất là tốt cho người lớn tuổi và trẻ em, thậm chí những người như mình vẫn đang dùng sản phẩm. Và như mình nói từ xuyên suốt các clip thì mục tiêu của mình là muốn chia sẻ cái sản phẩm tốt như là một giải pháp thôi. Thì ngoài sản phẩm này ra có những sản phẩm khác mình cũng sẽ làm clip review. Và khi mà mình dùng một cái sản phẩm nào tốt thì mình giới thiệu cho người thân mình dùng, đơn giản như vậy thôi, chứ mình không có buôn bán như đây. Mình nhắc lại lần nữa nha, clip này không vì mục đích buôn bán nha, để các bạn tránh hiểu lầm mình. Đúng rồi. Thì tôi cũng nhờ thông qua đứa cháu nó biết được cái sản phẩm này, nó giới thiệu cho tôi, nên tôi xài tôi thấy rất là tốt. Có nghĩa là nếu ai mà có mà cái đường ruột bao tử mà nhiều, mà đến nỗi mà khi nói ra mà cái hơi thở bị hôi, thì uống cái này là rất là tốt, có kết quả luôn nha. Cái này mẹ vợ của mình là minh chứng sống cho sản phẩm này luôn. Và con rể vốn là Hưng là dùng cái sản phẩm này, là cái bao tử mỗi lần mà nhậu nhẹt rồi về là cái hơi thở nó có cái mùi rất là nặng cái gì các bạn. Thì dùng cái sản phẩm này cái đường ruột mình cũng sẽ giải quyết và hạn chế được cái mùi đó luôn. Sau này là bớt luôn. Anh chàng đó là hồi nãy là mới từ trên mình mới từ xã An Hoa Hữu xuống đây. Đó, đây là đang ở Trà Vinh nha. Thì bà xã của nghĩa là con gái của cô đó, của dì Út đó, cũng chia sẻ là khi mà dùng, ông xã dùng vô khoảng một hộp hai hộp là nó sẽ hết luôn cái mùi hôi luôn các chị bạn. Nhưng bây giờ là đang quay lại, bởi vì sao? Bởi vì nhậu quá nhiều. Nhậu quá nhiều mấy nay tiệt tùng quá. Đó nên là cũng nhờ mình nhập về. Thì đợt vừa rồi mình lấy về cho mẹ mình xài, thì sẵn là mình lấy cho dì Út cũng như là các gọi là em họ, em họ bên phía vợ của mình nha. Thì các anh chị các bạn là có thông tin ha, mình làm
những cái clip này để chia sẻ cái thông tin đó thôi. Các anh chị và các bạn nếu mà có niềm tin thì có thể là tìm kiếm cái sản phẩm này để mà nhờ ai đó đặt mang về, tại vì nó chưa có mặt ở Việt Nam, xách tay ở nước ngoài về để dùng cho người thân, gia đình cũng như là bản thân của mình luôn để có sức khỏe nó tốt hơn ha. Thì Genex là một công ty của Mỹ ha các anh chị và các bạn ha. Hiện nay là có hơn 150 mấy quốc gia rồi, sản phẩm rất là ok. Cá nhân mình review là good nha. Không biết gì Út có muốn chia sẻ thêm cái gì hay là cái cảm giác khi mà mình dùng trong cái tuần đầu tiên hay tuần thứ hai mình dùng sản phẩm thì mình có thấy cái gì đó nó khác biệt so với lại mình chưa dùng sản phẩm không? Đúng rồi, vì Út thấy là sức khỏe cải thiện tốt và giống như cái sức đề kháng mình có ha. Dạ. Thành ra vì Út rất là tin tưởng cái sản phẩm này. Dạ. Là vì Út sẽ tiếp tục dùng thêm, thì coi như các bạn nào mà có những cái chứng bệnh như mình á thì nên liên hệ để tìm cái sản phẩm này nha. À, đó là mình nói thật lòng. Dạ. Bởi vì mình đang dùng, mình đang bệnh nha. Cái có một cái nữa là mình cũng muốn hỏi luôn là giống như là Hưng nè. Hơn là con rể Út với lại một số người là dùng thì thấy ngủ ngon hơn, thì không đúng biết rồi, là ở Út thì cơ địa của Út thì là cái việc mà ngủ ngon hơn Út có cảm nhận được không hay là như thế nào? Có, đúng rồi, trước đây Út mất ngủ là do nhiều chứng bệnh đó, rồi với tuổi tác mình đó. Dạ. Nên khó ngủ lắm. Dạ. Nên dùng cái sản phẩm này thì rất là tự nhiên ha. Dạ. Là dễ ngủ, rất là dễ. Dạ. Ngủ rồi ăn uống cũng tốt, rồi sức khỏe cũng thấy. Dạ. Tốt đó. Thì có lên ký không vậy? Thì lên ký thì cũng chưa có lên ký. Dạ. Nhưng mà trước đây á thì cũng nói với các bạn là mình hay thường xuyên mệt mỏi, là hay hỗ trợ về thuốc tây hay chích bồi dưỡng. Dạ. Như này kia, nhưng mà cuối cùng rồi vài hôm thì nó cũng trở lại bình. Dạ, trạng thái rồi. Bình thường thì bây giờ nhờ uống cái thuốc này mà bây giờ khỏe lắm, làm gì cũng được hết. Dạ. Ha, đó nó là như vậy. Dạ. Đó là tình thật mình chia sẻ chứ. Dạ. Thì thuốc tây là giải pháp tạm thời thôi. Ừ. Các anh chị và các bạn, thuốc tây là giải pháp tạm thời thôi. Thì mục tiêu của mình là mình cố gắng là sao trong hàng ngày thì Dĩ Út cũng nên dùng thêm sinh tố rồi đó. À. Các loại nước ép, cam, rồi vitamin rồi nó dùng thêm. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ mình quá bận rộn thì mình có thể chọn những cái sản phẩm thực phẩm chức năng để mà nó rất là dễ uống. Dạ. Mình đi đâu mình cũng bỏ theo cái gói này, không cần nước, chỉ cần xé ra là dùng. Dạ. Rất là tiện. Rất là tiện. Đó. Thì về sự tiện lợi nào các thứ là mình cũng có thể là mình cân nhắc để có thể mình sử dụng những sản phẩm tốt. Ha. Thì clip này thì không biết là Dĩ Út còn muốn chia sẻ gì với lại mọi người không hay là... Thì Dĩ Út chỉ coi như là chị Dĩ Út dùng tốt thì Dĩ Út muốn chia sẻ với các bạn, nếu ai mà có bệnh mà tương tự như Dĩ Út vậy đó thì nếu tin tưởng thì nên dùng cái sản phẩm này rất là tốt. Đó là nó trị nhiều chứng bệnh lắm, hỗ trợ tiểu đường nè, rồi bao tử đường ruột nè, rồi mất ngủ, nói chung là các bệnh, các chứng bệnh đó. Thì sản phẩm này rất là hay ha. Dốt chỉ nói vậy thôi. Dạ. Thì thôi như clip tới đây là xin chào các bạn. Dạ. Chắc là có đoạn cuối thì cái máy cày mà kia nó chạy hơi lớn, không biết là các bạn nghe không, nếu không không nghe được thì có thể là cố gắng nghe thêm nha. Thì đơn giản là Dốt review cái sản phẩm này là ok đó. Các bạn cứ mạnh dạn dùng hoặc là mua cho ba mẹ của mình, người thân của mình. Đúng để mình trải nghiệm bản thân. Như mẹ ruột của mình cũng đang xài. Mẹ ruột của mình là năm nay là mẹ con là 60 rồi. Dạ, cũng xài sản phẩm này thấy da đồ tốt hơn. Đúng rồi. Sức khỏe cải thiện, ngủ cũng ngon hơn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Thì cái này là những cái chia sẻ rất là thật. Mọi người có thể là cứ gọi là cân đối, cân nhắc trong cái việc là mình chọn lựa các sản phẩm để mình sử dụng ha. Thì đây chỉ là một cái dòng sản phẩm của Genex Research ha. Thì cũng giống như những công ty khác cũng có những cái sản phẩm khác cũng tốt. Mình có duyên với sản phẩm nào thì mình xài đúng cái sản phẩm đó, và mình phù hợp với cơ địa của mình, phù hợp với sản phẩm nào thì mình dùng sản phẩm đó. Đó. Vậy ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ.